Phần cuối chương trình mời quý vị đến với mảnh đất Nam Sách Hải Dương để ghé thăm xưởng làm gốm Chu Đậu với các sản phẩm truyền thống. Gốm Chu Đậu, gốm Hoa Lam có nguồn gốc từ thế kỷ 14, là một trong những dòng gốm Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới. Sau mấy trăm năm hầu như không còn được nhắc đến, giờ đây gốm Chu Đậu lại hồi sinh rực rỡ chính trên quê hương Nam Sách Hải Dương với màu men cho chấu không nơi nào sánh được. Tại xưởng sản xuất gốm Chu Đậu, rất đông thợ đang gấp rút hoàn thiện các sản phẩm để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Qua đôi bàn tay tài hoa, những người thợ lành nghề đã thổi hồn thiên nhiên vào từng đường nét để tạo ra những tác phẩm tinh xảo mang đậm văn hóa Việt. Trên chiếc bình này thì có 3 phần, mở bài là những chiếc lá chuối thể hiện cho cái lông chim lạc Việt, và cái phần này là phần triện, và đây là hoa phổ dung đại đoá. Còn phần thân bài của nó là 4 mùa xuân hạ thu đông, có những cái thủy ba thể hiện có sóng nước bình than, và 4 cảnh xuân hạ thu đông là 4 mùa. Còn dưới thân bình đó là cái cánh sen cách điệu thể hiện cho cái đạo Phật. Cái toàn thể một cái bình này gọi là lộc bình, thì nó mang cái họa tiết hoa văn của Chu Đậu và mang cái tinh hoa văn hóa của Việt Nam. Khác hẳn với những phong cách men dạn ở các vùng gốm khác như dạn chân chim, hạt ngô, hạt đá, gốm Chu Đậu độc đáo ở men dạn xoắn như đồng tiền với màu trò chấu trắng ngà đặc trưng trên chất liệu đất sét cao lanh. Men trắng mỏng, xương gốm kết hợp cùng những đường nét hoa văn đồng quê được vẽ cách điệu và tinh tế đã tạo nên bản sắc văn hóa thuần Việt trong từng sản phẩm. Về gốm Chu Đậu đấy thì có nhiều cái đặc sắc riêng có. Đấy, thí dụ như là cái sản phẩm khắc lỏi. Các nơi là đắp lỏi, nhưng mà sản phẩm gốm Chu Đậu là khắc lỏi, có nghĩa là như là một cái gỗ người ta khắc để nó lỏi lên. Đây là một cái đặc biệt. Với sự phát triển của xã hội, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, sản phẩm gốm Chu Đậu cũng đã từng bước chuyển mình. Hoa văn được khoác thêm những nét vẽ vàng tinh xảo sang trọng. Sau 400 năm thất truyền, đầu năm 2000, nghề gốm Chu Đậu mới dần được chú trọng và khôi phục với các dự án đầu tư kết hợp với du lịch làng nghề. Các sản phẩm gốm đã dần xuất hiện trở lại và được người tiêu dùng trong nước yêu thích. Để đảm bảo cho năm 2021 thì đơn vị đã có những cái kế hoạch phát triển về mẫu mới cũng như là về những cái con giáp mà phục vụ cho những năm tiếp theo. Đặc biệt là sang năm là năm con Tân Sửu, là năm con trâu, thì anh em cũng đã ra rất nhiều mẫu về trâu để phục vụ cho khách hàng. Bảo tồn nét văn hóa cổ truyền thống nhưng vẫn phải cập nhật các xu hướng chất liệu vẽ mới là cách mà người thợ nơi đây đang làm để gìn giữ và phát huy di sản. Tinh hoa văn hóa truyền thống được kết tinh trong sản phẩm gốm Chu Đậu hiện đại hiện đang được lưu giữ tại 46 bảo tàng danh tiếng thuộc 32 quốc gia trên thế giới.